Hôm nay Khương Quốc Anh mới mua được USB 32GB của hãng SanDisk về để tập cài Windows cũng như tạo USB boot, USB cứu hộ Ampe nè các bạn ơi, bản ngắn, short, full livestream. Cho Phong là Quốc Anh là đợt này bán hạt để dành được tiền để mua USB nè. Hôm nay người ta vừa giao hàng tới. Thôi em dơ ra coi. À, màu đen ha. À, để quay gần lại. À, đẹp quá, loại này 32GB đúng không? Để con anh thử mua về để con anh thử cài Win theo hướng dẫn. Cái giá USB dung lượng 32GB 100K với tiền ship là 18K, tổng cộng Khương Quốc Anh mua tất cả là hết có 118K. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.